Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Đã bao giờ các bạn theo dõi kênh tự hỏi, nếu chim là khủng long, còn khủng long là bò sát, vậy thì chim có phải là bò sát hay không? Nếu chiếu theo những gì tôi đã học trong sách môn sinh khi còn trên ghế nhà trường, chim và bò sát thuộc về hai lớp động vật khác nhau và do đó chim không thể là bò sát. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu tìm hiểu về khủng long cũng như những nghiên cứu mới nhất về nhóm động vật này, nghịch lý sẽ bắt đầu xuất hiện. Khủng long là bò sát nhưng lại bò không sát. Đã thế chúng lại còn có lông và nhiều khả năng là động vật hàng nhiệt hay nói dân gian là động vật máu nóng. Có rất nhiều bằng chứng để chứng minh rằng khủng long, đặc biệt là khủng long chân thú Theropoda, giống chim hơn là giống thằn lằn. Vậy tại sao lại tồn tại những nghịch lý như vậy? Liệu chim có phải là bò sát theo kiểu suy luận mắc cầu như trên hay không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trước tiên, các bạn cần phải hiểu được cách khoa học xưa và nay phân loại động vật. Trong nghiên cứu về sinh vật, chúng ta sẽ có khái niệm phân loại học, taxonomy, để nói về việc phân loại sinh vật theo một cấu trúc thứ bậc rõ ràng, giúp việc nghiên cứu và xác định quan hệ giữa các loài sinh vật trở nên trật tự hơn. Không biết thời nay sao chứ thời Dynoman đi học, môn sinh học dạy rằng động vật được chia thành 6 lớp cơ bản, bao gồm lớp không xương sống, lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và cuối cùng là động vật có vú. 6 lớp động vật cơ bản này chỉ là một phần của hệ thống phân loại lớn hơn, ra đời từ thế kỷ 18 và từ đó đến nay được sử dụng phổ biến trên thế giới, gọi là hệ thống phân loại Linnean Taxonomy. Đó là phát minh của nhà sinh vật học người Thụy Điển Carl Linnaeus, và ngoài lớp thì còn có những cấp phân loại khác. Trong đó cao hơn lớp gồm có vực, giới, ngành, thấp hơn lớp là bộ, họ, chi và loài. Theo thời gian thì do hiểu biết của con người về thế giới sinh vật và sự phức tạp của nó ngày càng tăng, chúng ta lại phải đặt ra những cấp bậc chi tiết hơn như phân ngành, phân lớp, phân bộ, phân họ, phân loài để mô tả chính xác hơn mối quan hệ giữa các nhóm sinh vật. Tuy nhiên, vấn đề của hệ thống phân loại do Carl Linnaeus lập ra đó là nó ra đời vào thế kỷ 18, thời điểm mà con người hầu như chưa biết gì về sự sống cổ đại, còn thuyết tiến hóa phải hơn 100 năm sau mới được Charles Darwin công bố. Về cơ bản thì sự phân loại của Carl Linnaeus chủ yếu dựa trên sự tương đồng về một số đặc điểm ngoại hình, đặc điểm sinh học của sinh vật mà không nói lên được mối quan hệ về mặt tiến hóa giữa chúng với nhau. Sau khi thuyết tiến hóa xuất hiện, phân loại học bắt đầu phát triển theo hướng phản ánh quan hệ phát sinh loài giữa các sinh vật cũng như quá trình tiến hóa của chúng. Từ đó chúng ta có phân loại tiến hóa Evolutionary Taxonomy, trong đó toàn bộ các sinh vật đã tuyệt chủng lẫn chưa tuyệt chủng đều được kết nối với nhau, biểu diễn dưới dạng những sơ đồ nhánh, gọi là miêu tả theo nhánh học, cladistics. Một nhánh sẽ phát sinh ra những nhánh nhỏ hơn, những nhánh nhỏ hơn lại có thể phát sinh ra những nhánh khác liên tục và liên tục. Tuy nhiên, tất cả những nhánh phát sinh sau đó sẽ đều được tính là một thành phần của nhánh gốc ban đầu. Thế nên chúng ta mới có tựa sách, tất cả chúng ta đều là cá. Ấy là bởi con người, động vật có vú, chim, lưỡng cư, bò sát hay khủng long, vân vân và mây mây, đều bắt nguồn từ một nhóm động vật giống như cá đã tiến hóa để thích nghi với đời sống trên cạn, gọi là Saccharopterygii, có nghĩa là cá vây thùy. Những diễn biến sau đó, theo hiểu biết của khoa học hiện nay, đó là từ Saccharopterygii, chúng ta trải qua một vài bước nữa để một nhóm động vật mới được gọi là Tetrapoda, nghĩa là động vật tứ chi xuất hiện. Từ Tetrapoda thì lại tách thành hai nhánh lớn, một là Batrachomorpha và hai là Reptiliomorpha. Trong đó Batrachomorpha bao gồm toàn bộ động vật được xếp vào lớp lưỡng cư Amphibia theo phân loại Linnean, cùng với những loài lưỡng cư cổ đại đã tuyệt chủng có quan hệ gần với Amphibia hơn là với bò sát, chim và động vật có vú ngày nay. Còn Reptiliomorpha, tạm dịch là dạng bò sát, bao gồm tất cả các động vật có màng ối và các động vật tứ chi có quan hệ gần với động vật có màng ối hơn các loài lưỡng cư Amphibia. Tiếp theo, trong Reptiliomorpha có nhiều nhánh, nhưng nhánh quan trọng nhất mà chúng ta cần biết chính là Amniota, tức động vật có màng ối. Với điểm đặc trưng là có khả năng đẻ trứng trên cạn, do trứng được bảo vệ bởi các lớp màng ối, nên không cần phải đẻ trứng trong nước như tổ tiên lưỡng cư của chúng. Động vật có màng ối lại tiếp tục phát sinh thành hai nhánh, Synapsida và Sauropsida. Synapsida tạm dịch là động vật một cung bên, là nhánh bao gồm động vật có vú và các tổ tiên họ hàng của động vật có vú từ thời cổ đại. Trong khi đó Sauropsida tức là động vật mặt thằn lằn là nhánh bao gồm bò sát, khủng long, chim ngày nay và tổ tiên cũng như các họ hàng liên quan của chúng.
Trong Sauropsida, ngoài các loài bò sát từ cổ đại cho đến ngày nay thì chúng ta có một nhóm đặc biệt gọi là Acosauria, tức thần lằn chúa. Thần lằn chúa phát sinh thành hai nhánh chính, nhánh Sedusukia, bao gồm cá sấu ngày nay và tổ tiên cũng như họ hàng liên quan của cá sấu. Nhánh còn lại là Ave Metatarsalia, bao gồm rực long, khủng long, chim cũng như họ hàng liên quan. Đây chính là lý do mà người ta nói rằng cá sấu chính là họ hàng gần nhất còn sống của chim. Bởi trong nhánh Acosauria thì chỉ còn duy nhất cá sấu và chim là còn tồn tại. Chim thì lại chính là khủng long, bởi lớp chim Avis là một nhánh phát sinh từ nhánh Dinosauria, tức khủng long. Để phân biệt bằng thuật ngữ thì chúng ta gọi chim là khủng long điệu, Avian Dinosaur. Còn những loài khủng long không phải chim thì là khủng long phi điệu, Non-Avian Dinosaur. Như vậy, chim là khủng long, nhưng tại sao chim lại là bò sát? Bởi xét tại thể thì chim là một thành viên của nhánh Sauropsida. Trong khi đó thì hầu hết thành viên của Sauropsida về mặt truyền thống đều là thành viên của lớp bò sát Reptilia. Do đó, Sauropsida được xem gần như đồng nghĩa với Reptilia. Vì thế, nếu hỏi một cách chung chung thì chim chính là bò sát. Còn nếu hỏi cụ thể thì câu trả lời chính xác sẽ bao gồm toàn bộ những phân tích từ nãy đến giờ, thậm chí là cần chi tiết hơn. Bên cạnh những bất cập của hệ thống phân loại cũ, nguyên nhân gây ra những nghịch lý về mối quan hệ giữa bò sát, khủng long và chim còn đến từ bản chất của ngành cổ sinh vật học, một ngành khoa học được xây dựng chủ yếu dựa trên những bằng chứng từ hóa thạch. Có bao nhiêu phần trăm sinh vật từng sống trên trái đất này trở thành hóa thạch? Và có bao nhiêu phần trăm trong số đó là những hóa thạch nguyên vẹn và đầy đủ? Với những bằng chứng hết sức rời rạc và mong manh, đến chính các nhà cổ sinh vật học hiện đại còn đang gặp khó trong việc phục dựng lại bức tranh chi tiết của sự sống trên trái đất từ thượng cổ cho đến nay, thì hẳn bạn cũng biết những nhà cổ sinh vật học tiên phong đã phải gặp khó như thế nào. Cái tên khủng long đầu tiên trong lịch sử, Megalosaurus, ban đầu chỉ được biết đến qua hóa thạch một phần xương hàm dưới, chứ không phải là cả một bộ xương. Mà nó rất giống với xương hàm của một loài bò sát khổng lồ, và do đó William Buckland cùng cộng sự của mình là William Conybeare xác định đây là một loài bò sát cổ đại, từ đó đặt cho nó danh pháp Megalosaurus, có nghĩa là thằn lằn khổng lồ. Những hình phục dựng ban đầu vẽ ra hình ảnh của một Megalosaurus với cái đầu giống cá sấu, di chuyển bằng bốn chân, khác xa hoàn toàn những gì chúng ta hình dung ngày nay. Và những phát hiện hóa thạch sau đó không đủ để thay đổi hình dung bò sát về khủng long, và chúng ta mắc kẹt với hình ảnh khủng long như những loài bò sát cho đến tận nửa cuối thế kỷ 20, khi cuộc phục hưng khủng long diễn ra. Trong đó, nhà cổ sinh vật học John Ostrom thông qua một loài khủng long mới phát hiện là Deinonychus antiropus chứng minh rằng nhiều loài khủng long giống chim và rất có thể chim chính là hậu duệ của khủng long. Nhiều bằng chứng liên tiếp sau đó chứng minh nhận định này của John Ostrom, chẳng hạn như hóa thạch của khủng long có lông vũ, những loài khủng long giống chim hay các hóa thạch nguyên vẹn hơn của khủng long cũng mang những đặc điểm của chim, chẳng hạn như là chạc xương đòn hay là mỏ móc trên xương sườn của các loài theropod. Chúng ta sẽ không ở trong tình thế như vậy nếu như những phát hiện khủng long đầu tiên là một loài khủng long giống như Deinonychus hay Oviraptor, những khủng long giống chim hơn bò sát thay vì những mảnh vỡ rời rạc của Megalosaurus. Sẽ thế nào nếu bằng chứng về lông vũ ở khủng long được tìm thấy sớm hơn? Ngay cả khi không có dấu vết của lông vũ thì sự hiện diện của chúng vẫn để lại những bằng chứng trên xương, chẳng hạn như các mấu lông vũ gọi là pilknope trên xương chi trước của khủng long từ họ Dromaeosauridae, hay còn gọi là khủng long raptor như Velociraptor chẳng hạn. Tuy nhiên, khoa học là như vậy. Khoa học không phải là những sự thật chắc chắn được xác định ngay từ lần đầu tiên. Khoa học là những kiến thức mà chúng ta thu thập được qua một quá trình tìm tòi, học hỏi, sai và sửa sai liên tục, lâu dài về một sự vật hay sự việc nào đó. Một phát hiện mới, một hóa thạch mới có thể thay đổi những gì chúng ta đã biết hôm nay. Nhưng lưu ý là không phải thay đổi hoàn toàn theo kiểu lật ngược 180 độ nha, bởi kiến thức khoa học ngày nay đã được tích lũy qua rất nhiều năm và nền móng ngày càng vững chắc hơn. Những nghịch lý kiểu như chim với bò sát là hai lớp khác nhau, nhưng chim là khủng long mà khủng long lại là bò sát chỉ là những di sản của lịch sử, tồn tại ở trên bề mặt mà thôi. Muốn nhìn thấy nguồn cơn của nó thì bạn hãy thử đi sâu hơn một chút với một tư duy rộng mở hơn. Khuyến cáo, hãy cân nhắc khi sử dụng những kiến thức này cho các bài kiểm tra hay bài thi trên ghế nhà trường. Tốt hơn hết là hãy sử dụng kiến thức mà bạn tiếp nhận từ thầy cô và sách giáo khoa để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Hãy coi những gì mà Dinoman trình bày trên đây như một sự gợi mở để bạn tìm hiểu sâu hơn về thế giới của khủng long cũng như về lịch sử nghiên cứu khủng long. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để không bỏ lỡ các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.